Ok, thế thì bây giờ thầy sẽ nói một chút xíu về một phần kiến thức, xong rồi chúng ta sẽ làm bài tập nhé, luyện tập. Thì buổi trước như vậy là chúng ta đã nói đến hai loại stream, đó là by stream và character stream. Với by stream thì chúng ta có hai lớp cơ, hai loại stream tương ứng, đó là file stream và file upstream. Đồng thời cũng có hai buffer tương ứng là buffer upstream và buffer upstream. Và loại stream thứ hai là character stream với hai file, hai class tương ứng là file reader và file writer. Và cũng có hai buffer tương ứng là buffer reader và buffer writer. Thì bây giờ chúng ta sẽ thì cái character stream ấy, nó sẽ cho cái by stream thì nó sẽ cho phép ta làm việc với các cái dữ liệu ở dạng ký tự. Ký tự byte, ký tự kiểu một byte 8 bit, tức là ký tự ASCII. Còn character stream cho phép ta có thể làm việc được với ký tự Unicode, tức là 16 byte, à 16 bit. Ngoài ra thì buffer reader nó còn cho phép ta làm việc được với line, tức là với cái dòng dữ liệu, đó, từng dòng dữ liệu một. Nó tốc độ thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà muốn làm việc với từng từ một hay là từng cụ ký tự một thì character stream nó không làm việc được, nó chỉ làm việc được với từng dòng dữ liệu một thôi và từng ký tự một. Thì ở đây bây giờ thầy sẽ giới thiệu về cái cách thức để chúng ta có thể làm việc được với từng cụ ký tự một hay là từng từ từ một. À, thì em sẽ tạo thành một cái file mới nhé, là collection 20. Hôm nay nha. Khả năng đọc 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 dữ liệu file từ file của scanner, đọc dữ liệu từ file. Thì scanner là một cái lớp mà chúng ta đã biết về tác dụng của nó rồi, chúng ta đã làm nó thường xuyên và nó sẽ có tác dụng là cho phép ta có thể input, tức là nhập liệu từ các thiết bị nhập chuẩn như là bàn phím chẳng hạn. Đấy. À, ngoài ra thì scanner nó còn có một tác dụng nữa, đó là cho phép đọc dữ liệu từ file, đọc dữ liệu từ file. Thế thì cái cách thức đọc dữ liệu của scanner là nó sẽ cho phép ta đọc từng, nó chính xác là từng cụm ký tự của file. By stream thì đọc từng ký tự một, character stream thì cho phép đọc từng dòng dữ liệu, còn scanner thì cho phép ta có thể đọc từng cụm ký tự. Thì trước tiên thì ta sẽ tạo một cái file đã nha, file 4 này, để tạo ra một cái file mới là file 5.txt nha. File 5.txt, trong file này thì sẽ nạp Java Core, dòng editor xuống dòng programming. Tức là ở đây chúng ta sẽ có hai dòng dữ liệu, về số từ thì chúng ta có ba từ, hai dòng dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét về, nếu mà ta dùng character stream ấy, thì nó sẽ đọc được đây là hai dòng dữ liệu, đúng không? Hai dòng. Nhưng mà nó không biết được đây là có ba từ. Nhưng mà scanner thì nó sẽ cho ta làm được điều đó, sẽ cho ta biết mấy từ. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đối tượng file để connect từ nó đó nha.
5.txt. Sau đấy chúng ta sẽ có một cái scanner HC bằng nút ban đầu đi. Sau đó try HC bằng new scanner new buffer return. New dài xuống file reader exception. Cannot read file. Thế và sau đó thì chúng ta sẽ dùng while như sau: sc.h. Chúng ta đã học scanner với một loạt các phương thức mix cho phép ta có thể input một các loại ký tự các loại dữ liệu nguyên thủy khác nhau. Đó, hash next hash quên next next in next double next boolean next float next long next short vân 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 các loại. Thì ở đây chúng ta cũng có một cái sự tương ứng là hash. Chúng ta cũng có hash next để check xem nó có phải là một cụm ký tự hay không, hay là một từ hay không. Hash next by hash next double hash next float hash next in vân vân. Thì nó được dùng để check nhé, check xem cái dữ liệu tiếp theo nó có phải là từ hay không. Đó. Hay là cụm ký tự hay không nhé. Thì tôi có một cái đầu tiên này, hash next này. Nếu mà phải thì ta sẽ in nó ra, in nó ra cái ông cụm cụm ký tự đấy, sc.next lấy ông dạ. Ví dụ như ta có một cái chuỗi à một cái file của ta nó có một cái nội dung là ABC cách 123 thì scanner nó sẽ đọc cái nội dung này, nó sẽ đầu tiên nó sẽ đặt cái con trỏ vị trí ở đầu. Cái con trỏ vị trí nó giống như cái trong Word đấy, chúng ta sẽ tạo bảng. Sau đó thì nó sẽ một cái phương thức hash next, nó sẽ check xem cho là đằng sau cái con trỏ vị trí này có cái cụm ký tự nào không. Nếu có nó trả true, còn nếu mà không có nó trả false. Thì ở đây là while sc.hashnext, trong khi mà có thì sc.hashnext lấy cái đó, lấy cái cụm ký tự thì nó sẽ lấy từ vị trí ngay sau cái vị trí cho đến trước cái dấu cách, đây là cái ký tự cách, nó sẽ lấy cái ký tự cách làm cái ký tự phân biệt giữa các cái cụm ký tự. Next lấy từ A lấy A với thế, sau khi lấy xong thì nó sẽ chuyển con trỏ vị trí
vào đằng sau cái một cách dạ xong xong rồi trực tiếp đằng sau lại có cái ví dụ có thì nó lại chẳng không cho bàn tay dùng next nó lại lấy tiếp cái tụ cái tự đấy tất cả các bạn khi đọc là cái ví dụ kết thúc chuỗi và kết thúc file theo em được khỏe. Thì ta chạy thử nhá, xem nó như này. Đó, Java này, Core này, Programming. Nó đọc được ba từ đấy. Wow. Nếu mà dùng Character Stream thì ta hiểu đây nó sẽ là có hai dòng dữ liệu. Nhưng mà đây chúng ta thấy nó ở đây chúng ta lưu ý là giữa hai từ với nhau ấy nó sẽ phân cách nhau không phải là chỉ bằng bằng một dấu cách mà nó có thể bằng nhiều dấu cách liên tục nhau hoặc là dấu tab hoặc cũng có thể là enter xuống dòng thì nó cũng là một cái ký hiệu của sự phân tách giữa hai từ hay phân biệt giữa hai từ với nhau. Có thể là tab có thể là space và cũng có thể là enter. Thì đó nó đầy hiểu đó là cái ký hiệu nhận biết điểm nhận điểm phân biệt giữa hai từ với nhau đó. Thì cái scanner ở đây chúng ta đang không nói đến chưa có nói đến không nói gì đến stream ấy nhỉ, đây không phải là stream đây là scanner một đặc điểm của scanner. Thì tuy nhiên ta cũng có thể áp dụng trái resource cho nó được. Và tất nhiên chỗ này chúng ta nếu mà chuẩn xác ra thì chúng ta cần phải có một cái file ở đây chúng ta đóng file lại. Đóng file lại nhé. If sc khác luôn thì sc.close đóng file lại. Đấy. Và thế thì bây giờ thầy sẽ chuyển nó thành dạng là child resource nha. Child resource scanner sc này. Xóa cái dòng scanner sc bên trên đi nha. Xóa đi này. Lấy dưới này luôn. Thế như này này. Chuyển nó chặn cái dạng child resource nha. Cho nó ngắn nhá. Và tất nhiên ta sẽ bỏ cái phần này đi không cần nó đây thì try with the nó tự động nó đóng file cho mình luôn này. Đó, thì đây là chuyển thành dạng try with the source. Nó sẽ ngắn gọn hơn.
Đấy. Bây giờ thầy sẽ chúng ta sẽ ở đây ấy, ngoài cái HashNext này ra ấy, như thầy nói nó còn có một loạt các cái kiểm tra khác. Ví dụ như là kiểm tra xem cái cụm thứ tự đó nó có phải là số nguyên hay không, nó có phải là số thực hay không, nó có phải là cái này hay không, nó có phải là cái kia hay không. Thì bây giờ thầy sẽ demo, thầy sẽ là làm một ví dụ khác nhé. Để chúng ta sẽ dùng một cái ứng dụng nữa cho của scanner nhé. Cái này kem xong chưa? Xong rồi nhá. Thì chúng ta tạo một file nữa này là lesson 21 nha. Lesson 21. Xong rồi lesson 21 các em nhé. Xong rồi tạo cho thầy một cái file TXT nữa là file 6 trong TXT nhé. File 6 trong TXT. Trong đây chúng ta sẽ nạp vào một số các cái con số ví dụ như là 123 7 4 5 10 3.14 159 1 phẩy. Con số này nhé, cái này là 123.450 đấy, đây là 3 phẩy, là số pi này, đây là 1.000.001 này. Đấy, chờ. Đấy, bây giờ bên này chúng ta sẽ tạo một cái app để chúng ta sẽ đọc các cái số này ra và tính tổng cho nó nhá. Có một cái file f bằng new file file 6.txt. Sau đấy thì ta sẽ có một cái biến để chứa tổng đi, double cho những cái này. Double sum đi bằng không, sau đó dùng try with short luôn nhé. Scanner sc bằng new scanner new buffer reader. Xuống dòng đi. New file reader. Catch
Reception. X cannot read file. Sau đây chúng ta cũng sẽ đọc giống như như vậy đấy. YSC.hashNext tức là có phải là còn cái cụm ký tự không? Còn thì chúng ta sẽ check xem cụm ký tự đấy có phải là số đầu bối không nhỉ? If sc.hashNext double phải phải thì sum cộng bằng sc.nextdouble. Lúc này thực ra cái nextdouble hay next gì đó là chúng ta quen với nó rồi, nó để chờ, nó sẽ chờ cho mình nhập dữ liệu, nhưng mà đây nó đang kết nối với một cái file và như vậy nó sẽ đọc đọc hay là nó sẽ lấy cái dữ liệu ở file nó đưa vào đọc dữ liệu từ file. Thì đó là một số double thì lấy nó cộng dồn vào biến sum. Bây giờ kết quả sum bằng cộng sum. Chết thử xem sao nữa nha. Đó, rồi, sum bằng này. Đây là một ví dụ nữa mà chúng ta thấy rằng là scanner nó sẽ có thể được dùng để check một cái cụm ký tự nào đấy nó là có thể nó là loại gì. Nó mang cái kiểu kiểu dữ liệu là gì. Có thể là cái này, có thể là cái kia. Đó thì khi ta cần check một cái cụm ký tự đấy trong file đọc được nó là cái gì thì scanner sẽ là lựa chọn rất là hợp lý. Rất hợp lý. Chúng ta sẽ đọc và kiểm tra chi tiết được dữ liệu. Kiểm tra. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm bài tập luyện tập nhé. Đấy, thì bây giờ cái phần kiến thức lý thuyết thì thầy mai cho chỉ thế này thôi, vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập luyện tập nhé, và các em lưu ý là làm bài tập để nộp cho thầy, nộp vào trong Classroom nhé để lấy điểm quá trình nhá. Vâng, thế bây giờ thầy sẽ giao bài tập chúng ta làm nhỉ. Xong chưa? À, đúng rồi, nên nếu nếu như cái cụm ký tự ở sau cái con trỏ vị trí mà nó đúng rồi, nó có kiểu double, đúng không? Cụm ký tự đây nó có kiểu double. Nếu cái cụm ký tự mà nằm sau cái con trỏ vị trí nó có kiểu double nha. Cái cụm ký tự đấy được xác định bằng cách như nào? Bằng cách tính từ vị trí sau cái con trỏ vị trí đến trước khi dấu cách, và là dấu cách là phần phân cách đấy nhé, các cái cụm ký tự thì nó sẽ check cho mình luôn. À, thì câu này nó có được như thế nhá, check nếu nó là double thì sẽ lấy cái đó, lấy cái cụm ký tự đấy, tất nhiên là nó sẽ được chuyển đổi thành thành số double cho mình, nó tự chuyển đổi cho mình luôn thông qua cái phương thức next double này và cộng dồn vào trong biến sum này. Rồi, bây giờ ta sẽ làm bài tập nhé. Có nào đang bị lỗi không?
680 lỗi à? Cái double double sum bằng không có chứ? Cái này có chưa? Nó báo lỗi hay là nó chạy à. Phải là như thế đấy. Đây là từ từ nha, đây đây là thư mục gốc này. SE 1728 này, thư mục gốc nha. Cho thư mục này sẽ chứa một loạt các cái thư mục cũng khác cũng như là các cái file khác. Trong đó có cả cái file TT mà chúng ta sẽ dùng nó để thao tác. Để tạo file này thì chúng ta phím phải ta phím phải chuột vào cái thư mục gốc này. Chọn new này. Other này. Other này. À không, cái này nó tự động nó sinh cho mình cái file tự động sinh nhá, manifest.ms với cả view.xml, còn cái file 1.tt này tất nhiên là mình thích, nhưng mình thích tạo ra những file như vậy cũng được, mà mình tạo ra file gì cũng được nhé, cứ chọn empty file xong rồi đưa cái đuôi của nó vào là chấm cái gì thì nó sẽ ra cái đấy. Thank you.